Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, mình chúc các bạn có một tuần làm việc thật là vui vẻ cũng như học tập hiệu quả nha. Hôm nay trong tựa game Drive Kingdom đã xuất hiện một cái gói nạp mới. Chúng ta có thể thấy đây là gói năm mới, con người mới. Và mình sẽ mua thử cái gói này nha. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại ở trong cái Google Play của mình đang còn dư khoảng hơn 100 điểm Playboy. Tức là nó sẽ quy ra cho chúng ta được khoảng 1 đô. Mà sắp tới game về Việt Nam rồi thì mình sẽ không xài những cái điểm đó nữa các bạn. Sắp tới game về Việt Nam chúng ta sẽ nạp qua rất là nhiều cổng khác nhau, nên là các bạn sẽ không cần phải nạp qua Visa nữa, các bạn không cần phải nạp qua Google Play nữa. Thì thành ra là cái điểm đó có lẽ bây giờ mình sẽ xài luôn. 1 đô thì chỉ mua mỗi gói này thôi. Thì gói này nó sẽ có các bạn một cái rương gỗ liên minh, tăng tốc 15 phút 15 cái, bla bla, đúng không? 200 điểm VIP đá quý. Thì có một cái độc mà mình nghĩ là gói này cũng ok, đó là các bạn sẽ có một cái khung ảnh đại diện mới. Thì giờ mình sẽ mua cái này nha. Cái này nó hiện lên là chưa thể mua được trên thiết bị này. Thì đa số những bạn mà mắc phải cái lỗi này, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho phía bên hỗ trợ nha. Thì phía nhà phát hành sẽ hỗ trợ các bạn cái vấn đề này. Mình chơi cái này là mình chơi hoài đó mà nó vẫn không mở. Thôi được rồi, tí mình sẽ mua sau. Ngoài ra thì hôm nay cái mùa Olympia đầu tiên đã kết thúc các bạn. Và bây giờ các bạn ấn vào hồ sơ ấy, các bạn sẽ có một cái huy chương nhỏ nhỏ ở đây. Hiện tại cái huy chương của mình có hình con ngựa là Bạch Ngân Quang Huy 3, nhà vô địch Olympia mùa 1. Chứ lúc đầu mình cứ nghĩ là Bạch Ngân nó là rank Bạch Kim các bạn. Nhưng mà sau khi một hồi tham khảo ý kiến của các bạn trên kênh ấy, thì các bạn kêu là Bạch Ngân thì đây chỉ rank Bạc thôi. Như vậy là Rock F2P đã kết thúc cái mùa đầu tiên ở rank Bạc 3. Vậy thì các bạn đã đạt được cái rank gì thì có thể bình luận ở phía bên dưới nhá. Và cũng có một vấn đề nữa xoay quanh cái Olympia mùa 1. Đấy là mình đã quên mất mình không mua mấy cái xu Olympia các bạn. Và rất là may mắn là cái xu nó còn nguyên luôn. Đấy, xu nhận được trong sự kiện nhà vô địch Olympia có thể dùng để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn trong cửa hàng Olympia. Mình có 9.000 xu thì cái này cũng không nhiều lắm bởi vì mình đánh khá là lười, gần như mình chỉ đánh lấy đủ hai chọc vàng là mình dừng rồi. Thì cái xu này hiện tại mình cũng chưa thể chắc chắn là mùa 2 nó có sử dụng được không. Nếu mà mùa 2 vẫn sử dụng được thì mình thấy là nó cũng ok, biết đâu mùa 2 sẽ cập nhật thêm những vật phẩm mới. Còn nếu mà không sử dụng được thì cũng hơi buồn các bạn. Nếu các bạn chưa biết thì hiện tại ở Việt Nam thì tựa game Drive Kingdom đã cho đăng ký trước ở trên cửa hàng Google Play rồi. Mình sẽ để cái link đăng ký trước ở dưới phần mô tả nha. Và nhà phát hành của Việt Nam cũng đã được xác nhận ở trên cái tên của game ở Việt Nam rồi, đó chính là Gamota nha. Thì từ trước đến giờ mình cũng chưa bao giờ mình sử dụng một cái dịch vụ nào của Gamota cả. Mình chỉ biết một số tựa game của họ, ví dụ như là Lost Mobile này, cũng là một tựa game chiến thuật rất là nổi tiếng trước cả thời của Drive Kingdom cơ, và đã phát hành ở Việt Nam thông qua Gamota. Dưới này cũng có rất là nhiều game mà mình thấy là cũng hay ở trên cửa hàng Google Play này. Thì mình có vào mình tham khảo một chút. Thứ nhất, các bạn có thể thấy ngay ở đây là đã khuyến mãi 20% kim cương xanh của tựa lên Lost Mobile. Thì mình không chơi Lost Mobile, mình không rõ là cái khuyến mãi này là ngon hay dở, nhưng mà rõ ràng là khuyến mãi nạp nhá. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng cho những bạn mà chơi Drive Kingdom, bởi vì các bạn nạp thông qua cái cổng Gamota có thể các bạn sẽ được nạp có chiết khấu nó cao hơn nhá. Thậm chí là có biết đâu là nạp còn rẻ hơn cả trên Momo hồi trước thì sao. Thì các bạn ấn vào hướng dẫn, ở đây mình thấy là có rất nhiều cổng cho anh em nạp luôn. Trước đây nếu mà các bạn chơi Drive Kingdom trước khi mà về Việt Nam ấy, các bạn chỉ có thể nạp qua cổng của Google Play. Thì hiện tại các bạn có thể nạp trực tiếp này, nạp ví Amota, rồi thẻ Apota, ví ZaloPay, Momo như mọi khi này, nạp trực tiếp đó, thẻ Bit, thẻ Viettel, tin nhắn luôn, có cả tin nhắn các bạn, tin nhắn Viettel, tin nhắn Mobifone được hết luôn, ví Moka, thanh toán PayPal, rất là nhiều phương thức để bạn lựa chọn. Nhưng mà có một cái điều mình thích ấy, đó là hình như mà game về qua Gamota, các bạn nạp qua Gamota các bạn sẽ chiết khấu thêm. Mình thì mình chưa có chơi game khác, anh em nào mà có chơi game khác của Gamota, anh em có thể xác nhận là khi chơi Gamota có hay không cái việc các bạn được chiết khấu thêm nhá. Mình ấn vào cái lá là gì ở đây này, thì nó có giải thích là 10.000 lá tương ứng với 10.000 Việt Nam đồng nạp thẻ. Thì khi ưu đãi nạp đặt lá ở đây thì các bạn có thể thấy đó là các bạn nạp 1 triệu thì các bạn được thêm 50.000 lá, các bạn nhận được thêm 50.000 đó. Thật sự rất là ngon nha. Và thậm chí ở cái mức 20 triệu thì cái mức này chắc chỉ cho cá voi thôi. Chứ nếu mà anh em nạp ít thì mình nghĩ là cái mức 1 triệu cũng không phải là quá cao. Các bạn nạp 1 triệu các bạn chơi dàn trải ra mỗi đợt nạp lại ấy, thì các bạn sẽ được thêm. Đó, các bạn không phải nạp qua Visa là đó, đã các bạn đã đỡ tốn tiền rồi. Bây giờ về Việt Nam các bạn nạp nó còn dễ hơn nữa. Thì cái này chắc mốc khoảng 10 triệu trở lên chắc chỉ có bot thôi. Còn ví dụ anh em mình thì ví dụ nạp mà 200k làm gói game tháng, nhưng mà cái này nó không khuyến mãi thì thôi, anh em nhịn lấy một thời gian anh em nạp cái gói game tháng thông qua cái dịp nạp lại giống mình ấy, thì các bạn sẽ được chiết khấu nó nhiều hơn, thậm chí là quà trong game nữa. Rất là ngon nha.
Dù sao thì khi mà game về Việt Nam ấy, các bạn nạp rẻ hơn là một chuyện, nhưng mình vẫn khuyên là các bạn nên cố gắng farm game hàng ngày nha, bởi vì chính cái lượng game farm hàng ngày này mới là cái giúp các bạn có thể mua được những cái ở trong game, cũng chơi event game nó dễ hơn. Còn những cái người mà nạp tiền để chơi event ấy thì họ cũng xác định họ là những người chơi mà nạp nhiều rồi, chứ nạp ít như anh em mình thì một tháng các bạn nạp gói game tháng mình thấy là quá là ok. Còn đương nhiên là khi game về Việt Nam thì có thể các bạn sẽ được hit đương vàng nó nhiều hơn đấy, đúng không? Kiểu mà boss mà nạp rẻ hơn thì rõ ràng là sẽ có động lực để cho boss họ nạp nhiều hơn, thì đó có lẽ là một cái điều mà rất là nhiều anh em F2P thích. Rồi ok, video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Dry Kingdom cũng như không muốn bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tựa game này ở Việt Nam thì đừng quên cho kênh YouTube của mình một like đăng ký kênh nha. Và các bạn cũng có thể qua kênh YouTube của Dry Kingdom Việt Nam, kênh chính thức ấy, để like và đăng ký. Ở đó mình có làm thêm một số video hướng dẫn các bạn chơi game nữa song song với kênh này luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.